Xin chào, mình là Kiên, chào mừng các bạn đến với channel của mình làm về thời trang một chút chương trình qua số 7. Thì vào thẳng vấn đề luôn, chứ các bạn đã đọc ở trên title thì từ video này mình sẽ bắt đầu làm nhiều hơn về skincare. Skincare cũng là một phần phải gọi là tối quan trọng cho grooming của nam giới. Nếu mà các bạn click vào cái video này thì mình đoán là các bạn cũng đã có một cái tư tưởng cởi mở hơn trong việc skincare trong nam giới. Nam hay nữ thì đều như nhau, chúng ta cần phải chăm sóc da mặt của bản thân. Nếu mà các bạn không muốn những cái tình trạng xấu xảy ra trên khuôn mặt của bản thân, hay thậm chí tệ hơn là mắc một số những cái bệnh lý về da liễu, thì chắc chắn là skincare cũng là một trong những cái vấn đề mà tất cả mọi người đều phải được educate. Ok, được rồi, trước khi đi vào vấn đề chính của video thì mình sẽ phải có nhiệm vụ thông báo. Video này được tài trợ bởi CL Men Store, một thương hiệu phân phối những sản phẩm grooming hàng đầu cho nam giới tại Việt Nam. Thông tin chi tiết về CL Men Store mình sẽ nói phía sau video. Ok, trước đấy thì mình cũng đã có một cái video cơ bản về skincare rồi. Để ôn lại bài cũ một chút nhá, thì có 3 bước cơ bản nhất về chăm sóc da mặt mà các bạn cần phải làm, cần phải biết. Thứ nhất là rửa mặt, cleaning, thứ hai là làm cấp ẩm cho mặt, moisturizing, và thứ ba là kem chống nắng. Ba cái bước đấy là nền tảng, nền móng cho skincare. Nếu mà da mặt của các bạn khỏe, các bạn không cần bất kỳ một nhu cầu nào khác, thì đấy là những bước mà các bạn cần phải làm. Còn nếu mà da mặt của các bạn còn những cái vấn đề khác, ví dụ như là mụn này, ví dụ như là nám tàn nhang này, ví dụ như là những cái vết mà bị thâm đỏ do mụn này, thì video này mình sẽ đi sâu xa hơn về skincare. Thì các bước skincare nâng cao hơn, đầu tiên nó vẫn là cleaning. Các bạn vẫn phải rửa mặt của các bạn, một ngày các bạn phải rửa mặt của các bạn là 2 lần. Sau bước cleaning thì chúng ta có cái bước thứ hai là hydrating, nghĩa là cấp ẩm cho da. Bước thứ ba là cái bước mà quan trọng nhất, đấy chính là bước treatment. Thì đây là cái bước mà chúng ta sẽ nhìn kỹ vào da mặt hơn, nhìn xem là da mặt của chúng ta đang có những vấn đề gì. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ tìm những cái sản phẩm, những cái hoạt chất mà đánh đúng vào cái nhu cầu của chúng ta, điều trị trực tiếp, nó gọi là treatment đấy. Tiếp theo thì là moisturizer, là dưỡng ẩm. Cái hydrate và moisturizer là hai cái khác hoàn toàn nhau nhá. Cái đấy thì mình sẽ giải thích sau. Ok, được rồi, bây giờ thì mình sẽ đi sâu vào hơn này. Cleaning thì mình đã nói trước đấy rồi nhá, mình sẽ bỏ qua luôn. Tiếp theo là hydrate. Hydrate thì sẽ có những cái sản phẩm, ví dụ như là toner, ví dụ như là HA. Thực ra toner là một dạng sản phẩm, một dạng dung dịch, còn HA là một dạng hoạt chất, nhưng mà chúng đều chung ở trong một cái nhóm hydration, cấp ẩm. Thì toner theo định nghĩa nó sẽ là một dạng nước có thể thấm vào da rất là nhanh và có thể cung cấp cho da một cái độ ẩm rất là nhanh. Thì trong toner luôn luôn có những cái chất nó có tên là humectant, có nghĩa là những cái chất hút ẩm, những cái chất làm ẩm, kiểu giống như là glycerin này, kiểu giống như là lô hội này, kiểu giống như là rong biển này. Nói chung là những cái chất để mà cấp ẩm da cho các bạn qua đường nước. Thì sau khi rửa mặt, da mặt của chúng ta được lột hết bã nhờn này, rồi đôi lúc là có thêm một chút là tẩy da chết này, thì chắc chắn là da mặt sẽ khô và toner sẽ giúp chúng ta cân bằng lại cái độ ẩm, có thể là cân bằng lại độ pH. Thì HA là một trong những cái chất điển hình nhất của humectant, nó là hyaluronic acid. Cách hoạt động của cái thằng HA này là nó sẽ nằm ở biểu bì da mặt và sau đó nó sẽ lấy độ ẩm ở không khí bên ngoài để mà cấp ẩm cho da mặt. Thì nếu mà da mặt của các bạn luôn luôn có cái hiện tượng khô, các bạn rửa mặt xong là thấy mặt như sa mạc, thì HA sẽ là một cái chất cực kỳ tốt để mà dùng sau khi rửa mặt. Okay, xong cái phần hydration thì tiếp theo là sẽ đến treatment, cái mà quan trọng nhất. Thực ra là cái phần treatment này nói qua qua thì sẽ không thể đủ được, mà bây giờ mình sẽ chỉ điểm qua những cái sản phẩm mà phổ biến nhất và giải thích cho các bạn cái cách làm việc của nó mà thôi. Chắc chắn là những hoạt chất ở trong cái nhóm treatment này, mỗi một cái mình sẽ đều một cái video riêng. Ok, thì cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là BHA. Cái này thì các bạn đang nghe quá là nhiều rồi đúng không? Nhưng mà tên của nó đầy đủ nó là beta hydroxy acid. Thì nôm na để hiểu BHA nó sẽ là tẩy tế bào chết hóa học. Ở video skincare cơ bản thì mình đã có giới thiệu với các bạn tẩy tế bào chết rồi. Nhưng tẩy tế bào chết đấy là tẩy tế bào chết vật lý. Tẩy da chết vật lý nó chỉ có thể tác động được ở vùng ngoài da mà thôi. Còn tẩy da chết hóa học này thì nó sẽ đi sâu hơn vào da, đi sâu hơn vào trong biểu bì. Thậm chí là nếu các bạn apply khi mà da đang ẩm thì cái BHA này nó có thể đi xuống lớp đáy của biểu bì luôn. Nghe thì có vẻ đáng sợ đúng không? Nhưng mà thực ra BHA là gọi là tao rằng nó là cái thần dược để mà chữa mụn, nó là thần dược để mà chữa da mặt mỗi khi breakout. Thì bây giờ làm thế nào để mà nhận biết ra được BHA thì nó rất là đơn giản. Trên cái chai nó ghi là BHA là ok, hoặc là trên chai nó ghi là salicylic acid. Cái thằng BHA salicylic acid này ấy, thì cũng có thể là ở cleanser nhưng mà ở cái nồng độ thấp hơn. Ví dụ như ở đây là cái con salicylic acid cleanser này của Inkilis này, thì khi mà sữa rửa mặt lại còn có kèm thêm cả BHA thì cái độ mà đánh tẩy rửa của nó sẽ cao hơn và nó sẽ đi sâu hơn vào trong biểu bì. Và cái liều lượng BHA cao nhất các bạn nên sử dụng đó chính là 2%.
chỉ 2% mà thôi. Các bạn đừng nghe bất kỳ ai sử dụng 3%, 4%, 5%. Ở Việt Nam mình có một cái đấy chính là bán đồ mỹ phẩm rất là tạp nham, không hề có bất kỳ một cái kiểm duyệt hay không hề có bất kỳ một cái chứng nhận an toàn nào hết. Ví dụ như ở Nhật đây, thậm chí là BSA 2% người ta cũng không cho bán. Toàn bộ mỹ phẩm của Nhật thì BSA đều phải dưới 1% mới được bán. Bởi vì đơn giản là thị trường, bộ y tế ở Nhật Bản cực kỳ đặt cái vấn đề an toàn khi sử dụng mỹ phẩm lên hàng đầu. BSA trên 2% là ở Mỹ hay là thị trường châu Âu cũng đều phải có kê đơn mới được mua rồi. Okay, tiếp theo, cũng trong cùng cái họ là tẩy da chết hóa học thì chúng ta còn có cả AHA. Cái này là viết tắt của Alpha Hydroxy Acid. Thì AHA cái cách hoạt động của nó cũng rất là giống với BSA, nhưng mà AHA chỉ hoạt động ở trên bề mặt mà thôi. Cùng lắm là nó sẽ qua được ở dưới lớp sừng để mà tẩy da chết lên, chứ độ thẩm thấu sâu và tẩy da chết không thể nào bằng BSA được. Cho nên là AHA là cái sản phẩm tẩy da chết hóa học đầu tiên mà mình khuyên các bạn sử dụng, và AHA là dưới 10% là ok nhất. Và làm thế nào để nhận biết được AHA? Đấy, cũng rất là đơn giản thôi, có chữ AHA trên bao bì, hoặc là có những cái sản phẩm như sau. Thứ nhất là Linoleic Acid, thứ hai là Lactic Acid, rồi Tartaric Acid, rồi Mandelic Acid và Citric Acid. Và cách sử dụng của AHA thì cũng rất là giống BSA mà thôi. Các bạn rửa mặt xong thì các bạn mới bắt đầu sử dụng. Và thêm một cái nữa thì AHA thực ra là cũng xuất hiện ở toner rất là nhiều. Nhiều sản phẩm toner thì ngoại trừ cái việc là hydrate cấp ẩm ra thì cũng là tẩy da chết một chút, và cái acid người ta dùng là AHA, còn BSA thì là quá nặng cho toner. Ok, tiếp theo, cái này là bộ ba gọi là tam hoàng skincare luôn đấy, vitamin A, B và C. Đầu tiên cái này thì là mọi người ai cũng tôn thờ nó luôn, cái này nó sẽ trở thành là MVP của skincare. Thì đây là retinol. Chính xác rồi, cái tên đọc đầy đủ của nó và chính xác của nó là retinol. Retinol hay là retinol đấy thì là một derivative của retinol. Rồi retin A hay là retin A đấy thì nó cũng thuộc trong cái nhóm đấy luôn. Rồi thêm một cái nữa là có cái gì ta, mọi người hãy đọc là cái gì, retinol. Nó gọi là retinoid. Thì cái dạng retinoid đấy sẽ là cái dạng cao nhất của retinol. Nó là cái dạng gọi là potent nhất, cái dạng gọi là gì ta, mạnh mẽ nhất, thẩm thấu nhiều nhất và có khả năng gọi là thay đổi nhiều nhất trên da mặt. Thì cái sản phẩm hiện tại bây giờ mình đang cầm của The Ordinary ấy là Grand Active Retinol. Nó là một cái họ khác đứng song song và mới hơn của retinol. Để mà nói về retinol thì là an toàn nhất nó sẽ là retinol 0,5%, cao hơn sẽ là retinol 1%, cao hơn nữa là retinol 2%, nhưng mà cái đấy chỉ là hàm lượng mà thôi. Còn để mà nói về bản chất hóa học thì nặng hơn của retinol là retinal, mạnh hơn nữa của retinal là retinoic acid, hay là trong cái bill bì nó ghi là retinoin ấy. Thì bản chất của cái thằng retinol này nó là vitamin A và nó sẽ giúp da reset nhanh hơn. Thường thường trên da mặt của người trưởng thành sẽ mất từ 28 cho đến 35 ngày để mà da lộ một vòng, có nghĩa đấy là cái khoảng thời gian mà để da lớp cuối cùng nó được đẩy lên trên bề mặt. Thì bây giờ cái thằng retinoin nó đi vào trong da và nó kích thích da, nó bảo là mày tái tạo nhanh lên. Bây giờ 28 ngày thì tao chỉ cho mày 14 ngày để mà mày tái tạo lại một vòng mà thôi. Thì cái việc làm này sẽ giúp, thứ nhất là sẽ đẩy da bã nhờn, đẩy da mụn nhiều hơn. Thứ hai nữa là luôn luôn làm da căng mọng, nhìn da nó kiểu giống như da bé. Và thứ ba đó chính là làm cho da mặt nhạy cảm hơn với môi trường bên ngoài. Cái này thì thực ra là cũng có cái tốt mà nó cũng có cái hại. Cái vấn đề đấy thì mình sẽ nói kỹ hơn trong cái video riêng dành cho retinol. Theo là vitamin B, thực ra cái này nhiều người cũng sẽ nói đây là MVP bởi vì là nó lành hơn rất là nhiều so với retinol. Đây là niacinamide. Niacinamide nói nôm na ra là vitamin B3. Và cái cách hoạt động của cái vitamin B3 này là để kiềm dầu và kiềm redness, kiềm những cái nốt đỏ ở trên mặt. Và cái thứ ba, cái này thực ra mình nghĩ nó mới là cái quan trọng nhất, đó chính là nó giúp và nó kích thích da tạo ra ceramide nhiều hơn. Ceramide thì nôm na nó sẽ là axit béo, nó sẽ là lipid, nó sẽ nằm ở cái lớp ngoài cùng của bề mặt. Và cái ceramide này là cái tác nhân kiểu như là rõ ràng hơn để làm cho da mặt nó láng mịn, kiểu như là da mặt luôn luôn có một cái lớp kem nền ở ngoài ấy. Cái lớp ceramide nó cực kỳ quan trọng đối với biểu bì của da. Ngoài cái vấn đề làm đẹp ra thì cái sự hiện diện của ceramide là bảo vệ toàn bộ da mặt của chúng ta bởi môi trường bên ngoài. Và ceramide cũng là cái yếu tố cực kỳ quan trọng để quyết định xem là da của bạn có bị thoát nước, có bị mất nước quá nhiều hay không. Cái lý do tại sao mọi người nói là niacinamide mới là MVP chứ không phải là retinol, bởi vì là niacinamide nó kiểu giống như là hòa thuận hơn với tất cả mọi người. Nó hòa thuận hơn đối với da người và nó cũng hòa thuận hơn rất là nhiều đối với những cái hoạt chất khác. Ok, và cuối cùng đây sẽ là cái thằng gọi là emút, mà cũng là cái thằng khó tính, khó chơi và cực kỳ nguy hiểm, nó chính là vitamin C. Thì trước tiên tại sao mình bảo thằng này nó nguy hiểm là bởi vì vitamin C hay là ascorbic acid ấy, nó là cái chất mà cực kỳ là khó bền. Nó là cái chất mà gần như là dễ bị biến chuyển nhất, kể cả là với môi trường luôn. Và cái thứ hai nữa là cái độ pH của cái thằng này
cũng khá là thấp, nó thấp phải ngang bằng với cái thằng Bera này luôn. Cộng cả hai cái yếu tố đấy thì các bạn rất phải để ý khi mà sử dụng vitamin C, để ý cả về vấn đề sử dụng là sử dụng ở step nào hay là có mix với cái gì không, và các bạn phải để ý cả cái cách bảo quản của thằng này nữa. Nếu mà các bạn để cái lọ vitamin C ở bên ngoài thì chắc chắn là chỉ cần 1-2 tuần thôi nó sẽ bị biến đổi chất, hay là các bạn quên đóng nắp mà các bạn để trong phòng vệ sinh thôi thì chỉ cần 2-3 ngày sau cái lọ vitamin C của bạn nó sẽ vứt ra cho rác ngay. Và thường thường thì vitamin C cũng là cái sản phẩm mà có giá thành cao nhất, cho nên là các bạn rất phải chú ý, rất là phải cẩn thận khi mà bắt đầu sử dụng vitamin C. Thì các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là thế vitamin C khó dùng, khó chơi như thế mà lại còn đắt hơn nữa, vậy có đáng để sử dụng không? Thì cá nhân của mình nghĩ là thực ra nó cực kỳ đáng. Vitamin C là cái chất chính và thực ra nó là cái chất duy nhất để mà xử lý vấn đề hyperpigmentation, hay nói nôm na ấy là những cái vết đỏ như này ở trên da này. Vitamin C cũng là cái chất giúp làm sáng da. Nếu mà các bạn đi nắng, các bạn bị bỏng nắng hay là các bạn bị sạm do nắng thì vitamin C nó là cái mà để cứu các bạn. Và vitamin C nó cũng kết hợp rất là tốt với kem chống nắng để mà tạo ra một cái lớp rào cản chống nắng tốt hơn rất là nhiều. Vậy nên là nếu các bạn muốn một cái làn da mà nó sáng đều nhau ấy, nó không bị quá là vết thâm và nhìn nó kiểu lai láng ấy, thì vitamin C cũng là cái thằng phải gọi là các bạn nên chơi. Không, thì nghĩ là các bạn phải chơi cùng. Nhưng mà mình nghĩ hiện tại bây giờ thì các bạn chưa cần phải mua vitamin C vội. Khi nào mà mình có riêng video dành cho vitamin C thì mình cũng sẽ có những cái sản phẩm phù hợp để mà giới thiệu cho các bạn. Còn hiện tại bây giờ cá nhân của mình nghĩ thì Bera này, rồi Ara này, rồi Retinol này, rồi Niacinamide này và moisturizer nữa là ok. Nếu mà các bạn đang có khó hiểu hay là đang còn thắc mắc bất kỳ ở chỗ nào thì mình nghĩ là các bạn nên quay lại video để mà xem lại một lần nữa. Hay nếu mà các bạn có bất kỳ một thắc mắc nào thì các bạn đừng chần chừ, hãy comment phía bên dưới hay là DM trực tiếp cho mình. Mình biết là vấn đề này khá là dài và cực kỳ khó hiểu đối với anh em con trai, nhưng mà mình sẽ cố gắng nhất có thể để giải thích cho các bạn một cách dễ hiểu nhất. Và thực ra các bạn nên nghĩ như thế này, skin care nó không phải là 7-7-4-9 bước cực kỳ phức tạp mà đâu. Thực chất ra thì các bạn cũng không cần mix bất kỳ một cái hoạt chất nào luôn, các bạn chỉ cần sử dụng trình tự nó là ok. Các bạn chỉ cần nắm rõ được những chất nào nó làm cái gì và các bạn sử dụng phụ thuộc vào nhu cầu và tình trạng da mặt của bạn là ok. Ok, vậy đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Và để trước khi kết thúc video thì mình sẽ phải một lần nữa cảm ơn nhà chợ của mình, đó chính là CL Men Store. Thì như mình đã nói, CL Men Store là nhà phân phối những sản phẩm grooming cho nam giới, và grooming ở đây gồm có cả da mặt. Cái con moisturizer của Apricus này cực kỳ là chất luôn đấy. Mặc dù nó chỉ là moisturizer một cách tổng thể mà thôi, nhưng mà trong con moisturizer này cũng có vitamin C, cũng có niacinamide. Nếu mà các bạn lười hay là các bạn đang chưa đủ kinh tế để mà sử dụng những cái sản phẩm riêng biệt thì con này cũng đã rất là tốt rồi. Hay là Paula's Choice, một cái nhà mà cực kỳ uy tín về skincare ở cái tier khá là cao luôn đấy, thì CL Men Store cũng phân phối Paula's Choice cho các bạn. Vậy nên là nếu các bạn có bất kỳ nhu cầu nào về skincare thì đừng chần chừ, hãy click link phía bên dưới truy cập thẳng vào website của CL Men Store cho những cái sản phẩm mà các bạn cần thiết phù hợp với bản thân nhất. Và đừng quên rằng vì CL Men Store là sponsor của Kiên Phạm, vậy nên là mình cũng sẽ có những cái giảm giá cực kỳ ưu đãi mà chỉ với Kiên Phạm của nó nhá. Link in the description. Ok, nếu mà các bạn thấy video mình yêu thích đừng quên drop cho mình một like, đừng ngần ngại nhấn nút subscribe, nhấn luôn cái chuông cạnh nút subscribe để nhận notification mỗi khi mình video mới. Mình sẽ để những link social media của mình phía bên dưới description box, các bạn đã follow Instagram của mình để cập nhật thêm những ý tưởng mới đồ mix and match dùng khác nhau, cập nhật thêm cho bản thân những kiến thức về men style nói riêng và thời trang nói chung. Ok, that's it, so mình guys, see you guys later. Be strong, be confident, bye bye.